Thầy, ông bà cô chú ơi. Chú ơi, con chào ông bà cô chú cái đi. Dạ. Thầy, ông bà cô chú, buổi tối rồi, cho chuột đi chơi nè. Bắt con bắt em đi con. Đây. Để chị ba ngồi chứ. Con ngồi con không biết lấy đâu, chờ chị ba lấy nữa. Ồ, cái đèn đẹp chưa? Đó, gắt cờ lên. Chị ba biết lấy không? Rồi. Đi vòng bên kia. Đó. Em mấy giờ rồi ta? 4:20 rồi, 9:20 rồi. Em thuê lỗi kìa, hai chị em chạy lỗi kìa. Sao vậy? Chạy không ảo chạy, sao chạy lũi vô đó? Đó. Chạy qua bên kia đi. Qua bên kia nó không có nhạc. Nó đi lên dốc rồi đó. Không có chạy ra đường thẳng kìa. Chạy ra đường thẳng đó đó, đường lộn đó. Nó không có số, không biết đường lái không mà cô chú. Đây. Hello, Ngọc Diệu Vlog xin chào cả nhà. Em chào các ông bà cô chú anh chị và các bạn ở trên kênh của Ngọc Diệu Vlog. Đây. Em cho chuột bữa tối ra chuột, cho chuột ra công viên ở đường 12 ông bà cô chú, đường 12 Tâm Bình. Cho hai chị em nó đòi có cái xe này nè, mới thấy có xe này nó cho thuê. Mà 10 chạy 15 phút 30.000 thôi cả hai chị em. Ông bà cô chú ơi, hai chị em nó chạy không biết đường phải lái, chạy lũi qua tới kia nữa kìa. Xe đó, xe đó. Trời ơi. Chạy quay lại đây. Chạy không biết đường lái hả? Hả? Wow, không biết đường lái. Cái gì? Vậy vậy vậy. Con chạy bắt đầu đó, chạy lại đây, chạy lối đó, vòng vòng đây đó nè cho mẹ quay. Đó. Rồi kìa, mấy ông nhỏ cũng có chơi nè, ông nào cũng có một chiếc kia đó ông bà cô chú. Xe này tống ba luôn rồi nè. Xe này tống ba luôn rồi. Xe nhỏ mà nó chắc không bà cô chú. Nó mạ nó cứng. Còn ông chuột là nó hai cho hai chị em chạy vòng 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 đó. Có cái đèn nữa, cái đèn xe nó chói à. Cái gì vậy? Cái gì vậy? Ngã hả? Hai chị em không biết đường lái sao mà ngã rồi kìa. Lái kiểu gì mà toàn lủi không vậy? Chị ba lái luôn mà còn không biết đường lái nữa, mà nó nãy nó thấy cái đầu nó lái được, dù có ông bà cô chú nó lái được. Gái lái mà còn không biết đường lái nữa, mà nó nói mẹ ơi con chạy được á, mẹ cho con chạy đi chuột á. Rồi thê xuống rồi cái đầu hỏi rồi được hai người lái rồi đó, cho chuột lên lái. Chuột với chị ba. Mê lắm. Tới chưa? Trời ơi. Quay đầu lại. Lủi nữa kìa, lủi. Mà nó đi nó lụng vô đó không mà nó quay đầu không có được, quay đầu nó lủi vô kia không ạ. Vậy. Hả? Đem trả người ta. Ừ thì nó 15 phút đó, vậy hết 15 phút rồi đem đi trả. Đó. Chạy đi, chạy 15 phút đi, chạy vòng 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 đó. Chạy gì mà lủi không vậy? Có cái đèn cái nó chói, gọi lại tới nó cho nó chói. Nó hai cho em chạy đi. Hai chị em nó chạy lang thang vậy đó. Tuốt trước rồi, em đi tuốt làm sao.
nó giờ rồi, thôi đi chở xe đi con. Chở xe đi, đi về đi, đi ăn đi mua gì ăn nè. Con cầm cái mít nghe, cầm gớt cái mít nghe, cái mít sao nó cầm vậy? Rồi đi chở đi, chở xe đi. Nãy giờ xong rồi ông bà cô chú, giờ đi chở xe. Hơn 15 phút rồi.